Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Thì ngày hôm nay em có test hai sản phẩm, đó là một con như tất cả anh em cũng đã nhìn rồi, một con LA650 và một con kia là con EX3000 Flute anh em nhé. Con này thì em đã lên rất nhiều các video rồi. Con này giá hiện tại đang rất hấp dẫn anh em nhé. Chỉ có 1,2 triệu thôi. Rất là hấp dẫn. Và con này là một trong những cái chiếc nâng tiếng rất là đẹp như anh em cũng đã nhìn thấy đây. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em có thể nhìn thấy đấy ạ. Đúng ạ, DBX EX3000 Flute. Đó, cái này thì anh em có thể thấy là nó có bản nâng cấp của nó. Nó sẽ có chỉnh thêm mono bass và ba dãy đèn nháy rất là đẹp. Con này thì các chiếc áp của nó đều là bi hết anh em nhé. Đó, Quân có thể xoay đằng sau cho anh. Đó, và anh em có thể thấy là đây, cổng ra bass cả bằng AV lẫn cả bằng Canon hết anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây, cả AV lẫn Canon. Đấy, và anh em có thể nhìn thấy con này là một trong những cái con mà cái mặt của nó rất là đẹp, mặt nó rất là bóng, nhôm phay anh em nhé. Chiếc áp rất là sướng luôn, xoay cực kỳ là sướng. Đấy, anh em có thể thấy đó, xoay cực kỳ là sướng luôn. Và cắt bản này là bản nâng cấp của bản cũ. Bản cũ thì nó sẽ không có phần mono bass này và nó sẽ không có phần đèn này, và nó có công tắc đằng trước anh em nhé, rất là tiện. Đó, rồi ok, để gọn một bên này. Và tiếp theo là em sẽ test luôn một con LA650. Cái này test cho anh Cường đó nhé. Anh ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì anh có đặt hai sản phẩm này các bác nhé. Và anh đã cọc trước cho em là 500.000 rồi. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video là sẽ test hàng cho anh luôn. Con LA650 này với công suất của nó là 600W trên một kênh anh nhé. Công suất thật nhé. Công suất thật có thể đánh được, nếu mà phòng của mình tầm 25m² thì có thể đánh được tầm 2 đôi bát 30 luôn anh em nhé. 2 đôi bát 30. À, anh em có thể nhìn qua rất là đẹp đúng không ạ. Con này thì em đã mở nội thất rất là nhiều cho anh em rồi, rất là đẹp. Con này thì khi hàng về em đã tháo ra em test qua rồi. Đấy, nhưng mà khi chuyển cho anh em thì em sẽ test lại cho anh em nhé. Đó. Đó, anh em có thể nhìn thấy được rất đẹp đúng không ạ. Rất đẹp, tất cả đều là rất đẹp. Công suất chuẩn là 600W. Đấy, anh em nhé. Và size của nó là size rất là ngắn. Anh em có thể nhìn thấy cái size của nó ngắn như này đây. Chỉ 38cm thôi anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Hai gang còn chưa hết đúng không? Đấy, chưa. Rất là ngắn. 35-38cm thôi. Còn này em sẽ ghép cùng với con nâng tiếng này cho anh em cùng tham khảo. Con LA650 là một trong những cái cục đẩy mà khá là ok anh em nhé. Tí nữa em sẽ cho tất cả các bác cùng nghe thử. Bây giờ em sẽ đấu như thế này, sẽ đấu 2 đôi 30 luôn anh em nhé. 2 đôi 30, đây là đôi KT12. Đấy, và đây là đôi TVK12. Đấy, em sẽ đấu 2 đôi luôn anh em nhé, 2 đôi luôn. Đó. Em sẽ linh loa, bên kia cũng linh loa cho anh luôn Quân nhé. Đấy, rồi okay. Đây thì cũng đã linh rồi. Anh em có thể nhìn thấy linh loa. Đấy, và bên kia em cũng sẽ linh loa cho anh em cùng tham khảo. Đó. Rất là đơn giản thôi anh em nhé. Khi mua hàng thì em sẽ tặng bác một cặp Canon này, em đấu xuống cục đẩy thế thôi, rất đơn giản thôi. Bộ này cực kỳ đẹp anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất đẹp. Đó, và anh em ghép thêm con vang nữa là ca kê được rồi. Lấy dây nguồn cắm cho con này giúp anh. Đó. Đó. Khá là đẹp. Con này nâng tiếng là nhìn khá bóng và chất anh em nhé. Giá chỉ 1,2 triệu con này thôi. LA650 là 4,3 triệu anh em nhé. Thêm 200.000 em sẽ bao ship cho anh em. Đó. Thêm 200.000 em sẽ bao ship. Quay lại phần nhạc đi Quân. Rồi, bên em đang search nhạc để mà bật cho anh em cùng nghe nhé. Cùng tham khảo luôn. Đó. Sẽ cùng tham khảo. Đó. Con này phần cắt súp này khi nào chúng ta giảm xuống thì là nó sẽ nhỏ, khi nào to lên thì nó sẽ tăng anh em nhé. Và tiếp theo anh em có thể nhìn thấy đây là cái phần cắt đấy đây. Đó, cắt tần số anh em nhé, cắt tần số đây anh em có thể thấy. Và anh em có thể là cắt ở giải bao nhiêu, đánh súp tầm giải bao nhiêu anh em nhé, cho hợp lý nhất. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, nháy rất đẹp đúng không ạ, đều. Đó, thì anh em có thể thấy nâng tiếng. Anh em lưu ý là lao mic này là chỉnh bass anh em nhé.
hai mic thì là chỉnh chép. Đó. Rất đẹp anh em nhé, phải nói là combo này cực kỳ là đẹp tuyệt vời. Đó, đây đang đánh hai cặp bắt đầu rồi. Anh em có thể thấy là đánh nó rất là lực anh em nhé. Anh em cực kỳ lực anh em nhé, cực kỳ là ok với bộ cấu hình này. Thì anh em có thể thấy là với combo này thì anh em có thể thấy là nghe tiếng nhạc cực kỳ lên đẩy. Khi đây là không dùng anh em nhé, đó, kênh một anh em nhé, kênh này đó, và kênh này đó, ok. Dễ dàng sử dụng thôi anh em nhé. Này ghép thêm một con vang nữa là ok, KK ngon lành luôn. Thì ở đây em cũng đã ghép sẵn một con LA650 rồi, cùng với con lắc Q8 anh em nhé. Quên thử lấy mic alo thử cho anh nghe xem này, cho anh em cùng nghe. Em phải tháo dây thôi, thế thôi không giờ lại đấu dây lại thì nó mất rất nhiều thời gian anh em nhé. Nói chung là với con LA650 này thì anh em chơi tốt cho em, nếu mà trong phòng tầm 25m² thì anh em chơi tốt 2 đôi bát 30. Còn trên 25m² thì anh em cứ chơi cho em 1 bát 25 và 1 bát 30 này, thoải mái anh em nhé. Công suất nó là công suất chuẩn, nên ra là anh em cứ yên tâm. Và size cũng là size ngắn anh em nhé. Nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại ở bên dưới màn hình, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Rồi.